Hello, chào tất cả mọi người đã quay trở lại channel Cuộc Sống TV. Hôm nay thì Cuộc Sống TV cũng thể theo yêu cầu của vài anh chị và các bạn thì mình cũng làm một cái video về miền Tây. Miền Tây thì có rất là nhiều cái cảnh sông nước, rồi rất là nhiều cuộc sống rất là thanh bình. Nói đến miền Tây thì chúng ta có vô vàn cái để kể. Tuy nhiên có một cái số cái câu chuyện mà mình chưa kể cho các bạn bao giờ, đó là về chợ Lách Bến Tre, là một trong những cái nơi của cây giống, là một trong những cái nơi mà để giúp cho tạo thêm một cái phần là phủ xanh trái đất các bà con ha, mang một cái hơi thở đến cho tất cả chúng ta. Và cũng cảm ơn rất là nhiều bà con anh chị và các bạn đã mua cây giống ở đây rồi về để trồng cho vườn mình, góp một phần mang lại kinh tế ổn định cũng như là góp một phần phủ xanh trái đất, mang thương hiệu trái cây Việt nữa nha anh chị và các bạn. Tuy nhiên là một số người sẽ thắc mắc với mình rằng là rất là nhiều người mới hỏi rằng là sầu riêng á thì cái giống được tạo ra như thế nào, được làm ra như thế nào. Thì hôm nay mình cũng mạo muội quay một cái video clip được sự cho phép của cô chủ phía sau, thì mình cũng review cho mọi người coi ha. Đôi khi chúng ta mua sầu riêng ở Sài Gòn chúng ta ăn, rồi chúng ta mua sầu riêng ăn, nhưng mà chúng ta không biết rằng là cái quy trình để tạo thành một cái cây sầu riêng nó như thế nào, từ cây giống như thế nào, và thậm chí có nhiều người chưa bao giờ biết là cái lá sầu riêng nó ra sao. Lần đầu tiên mình biết cái lá sầu riêng và anh chị và các bạn thì nó gần như là mình cứ tưởng tượng nó là cây vũ sữa đó. Ở miền Trung mình hay biết, mình cứ nghĩ đó. Đây thì hôm nay Cuộc Sống TV cũng một sở thị để nhìn thấy công việc của các cô chú, các cô, đặc biệt là các cô người phụ nữ miền Tây đây, ở miền Tây làm cây giống như thế này. Tưởng tượng chừng như là công việc này nó đơn giản, nó nhẹ nhàng, nhưng không hề nha quý vị nha. Làm việc liên tục như vậy nó phải nói là rất là mỏi tay nha cô. Có mỏi tay không cô? Mỏi tay lắm. À mỏi tay ha. Mỏi tay rồi, đau lưng đủ thứ à. Đâu? Mỏi hai cái chân luôn nữa. Tại mình để gì nè, mình dựng gì là mình cũng bị mỏi. Nhưng mà riết rồi nó cũng quen hả cô ha? Quen, thì công việc mình phải làm thôi, về uống thuốc rồi vô, rồi sáng đi làm tiếp. À. À, dù sao thì công việc đây nó cũng ổn định đó cô. À phải bao ngón tay vậy để nó khỏi nó bị xước cái đầu ngón tay. À xước đầu ngón tay. Mấy người kia thì người ta bao nguyên bàn, tôi bao nguyên bàn tôi bị ngứa, tôi bao không được. Bao hai cái ngón này thôi. Chứ người ta là người ta bao hết hai bàn tay. Dạ. Tôi bao vô nó bị nổi hột, nó ngứa trên đây là không làm được, nó không bao. Đó, làm mấy đôi tay nó rất là cực kỳ nhanh vậy nha anh chị vậy các bạn. Cứ nghĩ rằng cái công việc này không hề đơn giản đâu. Đó, làm xong rồi là phải chuyển ra ngoài này. Đó. Này anh chị các bạn thấy không? Thấy chị không? Bà đó phải đưa ra ngoài này rồi để xếp lại cây. Này là gốc, gọi gốc 2 năm hả cô? Rồi khoảng bao lâu là mình bỏ ra vậy, là khoảng bao lâu mình bán được? Dạ lá, dạ cơ này bán được rồi. Dạ. Cầu mua được rồi, tại vì nó sẵn. Dạ. Nó ra nó sẵn cứng tay vậy. À. Này về là cầm luôn cũng được. Còn cái gốc sầu riêng này là gốc giống gì? À mình ăn ha. Nói chung là cứ gốc sầu riêng, gọi người ta gọi là sầu riêng dại ha, sầu riêng vườn vậy đó, sầu riêng hột. Rồi cái mình ghép vô đây. À mình bo. Hồi cái bo mình nó có lá chưa? Có luôn nè hả? À. Này là cái tự bo nè. À đó. Này là cái tự bo nè, hồi đó mà giờ nó dài ra. Wow. Nè cái lá của cái tự hồi đó nè. À hồi gắn cái lá nhỏ nhỏ vậy thôi hả? Ừ, đó. Rồi giờ nó dài ra. Như mình mua bo mình cắt là cắt vậy nè. À mua qua là cắt ngay vô đó rồi. Ừ, cắt đây ghép vô. Rồi cái lên lá lại này nè. Dạ. Rồi rồi cái lá này lại như vậy nè. Đó. Rồi sao mà mua cái lá già đó mình có cắt thành bỏ đi không? Không, nó rụng. À. Không sao. Dạ.
đó đó là một cái kinh nghiệm nha. Thật ra thì người miền Tây mới làm được, ở miền Trung không có không có để quay những cái thước phim như vậy đâu nha anh chị và các bạn. Cũng thú vị khi mà cuộc sống TV được tặng mắt. Bên này là lúc mà trồng ở dưới rồi cái người ta bứng, người ta bỏ vô bứng bầu lên à. Kêu người bứng chuyên nghiệp vô rồi mình để một tháng rồi cái mới được như đây à. Cái tháng mấy rồi rồi cái bây giờ mình rập ra ha, rập ra, vô. Sao mình không lấy cái dao cắt giấy cho nó đỡ tốn cái tay mình cầm của cái dao lam luôn kìa. Rồi gửi vô vậy là để đó luôn ha. Gốc này cũng chững phân rưỡi hết trơn rồi, phân rưỡi ăn lên già gốc rồi. Rồi bộ rễ trong đó nó cũng phát triển rễ cám rồi hả cô ha? Bộ gốc này to với bộ ha. Mưa quá chưa có thấy cái rễ được trắng như vậy nè. À. Nó phải trắng, nó trắng vậy là ngon ha. Bữa rồi. Nên nó rễ ra yếu nè. Đúng anh, nó rễ ra. Ở trên này rễ cám nè, dưới này thì rễ luôn, mình bứng ra đứa cây này tạo rễ ra. Nên cây mập ha. Rồi nhìn cái cây nó mập, cái chồi nó cũng rất là mập. Cái này nước mặn mà cây được vậy là cũng ngon lắm á. Ừ. Này mua của đám không có chết một cây nào luôn á tư. Về nó hơi lầm thôi rồi hôm bữa này mười mấy ngàn hầm như có trăm mấy rồi đem về là nó lầm mười mấy cây á, là mười mấy cây là nhỏ hay gì nó phân nửa ở trên đó, nó không chết nhát luôn. Cái này cái bị dừa này cũng làm sẵn xong cái mình lúc mình bứng lên bỏ vô liền luôn chứ ha. Cái này bẻ dừa này đã dừa nước á. Dừa nước người ta chặt sẵn vậy nè, người ta bứng cái con ớt bẻ vô. Cái lá này là cái lá lợp nhà, à cái lá lợp nhà hả? Lá lợp nhà kia đây lá gì vậy chứ? Nhưng mà ngoài miền Trung không có cái lá dừa nước. Lá tôn hoặc là lá tôn không à, ngói không à? Đúng rồi miền Trung là mày có hoặc là mày có dừa nước này không có được. À. Ngày mua cũng nhiều thêm nè. Ở miền Trung là nếu mà lợp nhà thì tôn thôi. Chứ không có mấy cái lá này để lợp tại vì miền Trung đất cũng không có nhiều với lại cây cối rồi nó cũng không có nhiều bằng ở miền Tây. Chưa. Nó đâu rồi? Người ta dạ chưa. Xong, giờ kia mình à để trồng cho khỏi lỡ đất thôi. Ngon lành đó chứ. Đó, anh chị và các bạn coi cái kênh Cuộc Sống TV thì anh chị và các bạn cũng mở mang được một chút xíu ha. Có những video mình quay ở miền Bắc, Sapa, rồi miền Trung, rồi Sài Gòn. Hôm nay về miền Tây cũng có đủ cho anh em, bà con, các bạn thêm tìm hiểu thêm một cái nơi mà gọi là cái gì ta, gọi là nơi mà ươm mầm cây giống, quê hương của cây giống đó, Chợ Lách Bến Tre. Hồi xưa thì mình cứ nghĩ từ Bến Tre là chắc ở đây nó có nhiều tre mà xuống không thấy tre đâu quý vị, toàn là cây giống không, với dừa không à, đó, xứ dừa hả anh chị và các bạn. Ngoài ra thì cái sự đặc biệt ở Bến Tre có một cái thương hiệu Chợ Lách, ta nói đến Chợ Lách là ta nói đến cây giống, mà nói đến cây giống là nói đến Chợ Lách. À Cám Ơn, hiện tại là đúng là cái vị trí này là mình đang ở là gần nhà thờ Cám Ơn đó. À, Chợ Lách thì mình cách chỗ này khoảng 2 cây nữa nha anh chị. 12 cây hả? Wow, cũng còn xa đó anh chị. Đây là Cám Ơn là đúng là một cái nơi mà trung tâm rồi. Người ta hay nói rằng là cây giống Cám Ơn thường. À, cây giống Hoa Kiển Cám Ơn.
hả? Rồi thì cái video này cũng dành tặng cho anh em 10 phút rồi, mình sẽ cố gắng sản xuất ở những cái video sau nha anh chị và các bạn, để anh chị và các bạn có thêm những cái gọi là mở mang tầm mắt ha. Dù mà thật sự là mấy anh chị ở miền Trung, ở miền Bắc rồi mua cây rồi không biết như thế nào, thì hôm nay thì chúng ta cũng có một cái cơ sở chúng ta để nhìn nhận được cây giống mình mua về được sản xuất ra sao, từ cái giai đoạn mà bứng lên trồng lên đến cái giai đoạn mà vào bầu rồi chăm sóc nữa. Chứ khi mà mình mua cây giống mình không biết làm như thế nào thì nó cũng là một cái thiệt thòi cho mình nha anh chị và các bạn. Rồi kết thúc video và mình sẽ sản xuất một cái video tiếp theo. Bye bye mọi người.